lắc hả? Có ai bị lắc không? Không, em đâu bị lắc đâu. Nào Không bị anh lắc ơi, không? không anh ơi. Quên. Không anh. Cường với anh Thắng bị lắc hả? Ngộ à. Dạ, Tuấn. Bên em hơi mờ Tuấn. Giờ kêu anh giải quyết anh cũng có giải quyết sao. Không cần. À, cái này cũng không cần luôn. C bằng z shift gạch z. À, cái này là cái hàm bấm bắt phím. Đó, cái hàm bắt phím nè. Phải không? Cho nó không ra cú pháp ta. Không có cần phi chin. Ở đây là coi ô nha. Rồi, cái hàm này là cái hàm bắt phím. Đó, cái bàn phím mình nhập vào thì ký tự nó sẽ sao? Sẽ truyền qua cái bát này và đồng thời á, là kiểm tra coi nó phải khác cái gì. E, O, F, được chưa? Là ký tự xuống dòng á, tức là Enter á. Rồi, ở đây mình kiểm tra và trong cái hàm Windows, trong cái hương vị Windows này sẽ có một hàm là get gì? Get Async, tức là nhập vào phím. Cái hàm này là lấy phím nè, truyền vào là C, C, bot. Đó, nếu như cái hàm này mà nó bằng như cái gì quên rồi ta, nó bằng với enter, đúng rồi. Bằng với lại là với k return, return là enter á thì lệnh git. Rồi ở đây nếu như nó không có bằng enter thì mình sẽ xuất nó ra và sử dụng clip là 10 milli second, đúng không? Rồi ở đây mình sẽ xuất ra là dấu sao, không có xuống dòng nha. Rồi chạy thử thôi được không? Nghi quá. Đó nè, thấy không? Enter. Ủa, enter thì nó không có dừng nữa ta. Còn cái hàm nào lấy nữa không? Get async case type. À, thử in ra coi. Khoan, cái này app in ra thử coi. Từ từ, sao mà nó lắc như ta? Hình như chỗ không in khay truyền vào kỳ vậy ta, không có nhận phí enter thì cũng được đấy, vậy không cần biết, miễn sao nó ra dấu sao là được rồi. Cái tờ phím
Dạ được rồi đó, nhưng mà giờ dừng lại thì thua. Khác thì nãy dừng là sai rồi. Sao lắc chứ ta? Khác là nãy dừng nè, bằng bằng với lại thua. Từ anh trả sinh đây ở khi Thấy thầy alo cái mã KFK của thằng Enter là cái số mấy vậy thầy? chắc phải lên trang mail shop quá mà trước có luôn lợi nè. Đây nè, Enter VK return đây nè. Hại nó sẽ thể hiện hại 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 gì ta, hại hết xa là 16 á. Đây nè, V2 là VK là V2 khay vì tân tức là gì, là enter khay á. Còn cái hàm này là cái hàm bắt phím nè. Sao hồi bữa anh làm ra mà sao giờ anh làm ra ta? Cái hàm này nè là cái hàm bắt phím từ lần phím xuống vô mà lại không được, lý do vì sao? Chờ anh xíu anh sợ lắm rồi, đôi khi anh cũng bị ngáo mà. Nguyên không hay có Thầy thầy hình như KFK là 13 thầy. Enter là phím 13 thầy, thầy if KFK 13 thầy. Thì press không thì hiện cái kia thầy. vậy hả? À hiểu rồi, thử rồi in đi thay sẽ bằng ngày chơi 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 bát rồi so sánh hàng ngày kiểu in hả, kiểu hết xa chứ. Ồ, enter nó không xuống dần luôn, là 13 đúng không? 13 Không được, vậy cái hàm này có vấn đề. Sao biết đâu rồi chứ, debug là nó đang quay video mà sao debug được. Chờ anh xíu nha. Bữa có giải rồi sao giờ kỳ vậy ta? Hay bo hay bo ở hay đó hơn rồi được không? Từ 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 giờ anh render cái video cho nên mọi người bị ảnh hưởng theo bị lắc á, cái cấu hình máy có ảnh hưởng gì lại chắc cũng có không, mạng nó bị lắc gì cái thầy, nãy giờ em vô thấy nó lắc tè le học me rồi thầy ơi. rồi get khay async async là xử lý bắt đồng bộ cho nó. Cho enter nó không xuống dòng ta, nhưng mà ra được mật khẩu là ok rồi á, bạn nhờ muốn xuống dòng thôi chứ giải không. Mình đã từng giải nó rồi mà sao không ra? Lầy luôn mà đâu được đâu, cái này trả về kiểu gì kiểu in mà chị ngồi vẫn được chứ, chị một cái hàm bọt cũng được hả? Rồi thử coi.
ô nó lắc. Nhặt mồi kiếm. Enter nó không có dừng. Rồi thì cũng phải đào não với nó. Vì thua. Rồi thôi, bài này mất thời gian quá, tạm thời là nói chung là cái ý tưởng nè, ra được cái mật khẩu là ok rồi nè, đúng không? Không cần dùng tới cái hàm này cũng được nữa. Chịu khó bấm chữ S xuống, khó khỏi đi. Đó nè. Bay lại shit mà. Đó, thấy không? Để anh chạy phím mão này đúng không? Anh chạy phím mão anh nhập vô nha. Bây giờ nó ra sao sao ha. Thì bài này yêu cầu tới đó thôi, ra dấu sao là ok rồi. Bây giờ. Đây. Bà nó enter nó không dừng nguồn lập. Nói nó. Rồi, ok, vậy bài này mọi người hiểu không? Alo. Ủa, kiệt nó ra hả? Sao mọi người tương tác với anh đi, có ai không hiểu không? Ok. Rồi, hiểu anh. Vinh. Nãy giờ thấy gì đâu anh. Sao em? Nãy giờ không thấy gì hết đó. Nó mờ quá hả? Ủa sao bên em, ủa sao mọi người mờ hết trơn vậy? Có mình em mạnh vậy? À biết. Cái anh cái LF là cái phím cách đó anh. Đâu? Cái LF á, cái điều kiện vòng lập quay. Nó là ký tự mà xuống dòng á. Ký tự xuống dòng. Ừ, là chị N trả về giá trị âm á. Define nè. Thử search nè, search online thử coi. Cái gì vậy? Đây nè. Sao tiếng Tàu, tiếng Nhật không vậy? Dịch xem tiếng Việt coi. Cái này liên quan tới tập tin đó là kết thúc á. Nó phải khác cái thằng đó, còn nếu như nó bằng thằng đó là không được. Nói chung phải khác thằng đó. Rồi. Thử ở đây hay thế là cái người này thôi. Biết đâu nó lại được sao? Sao nó miêu lâu vậy? Đó, vậy ok ha. Rồi, cho cái virtual ở đây đi. Virtual là người tanh ở đây đúng không? Ở đây cho nó xuống dòng đi. Rồi nè. Làm gì hơi nguy hiểm. Đó, nhập vào đúng không? Enter nha, chạy phím mão nè. Nhập vào nè. Rồi, enter, xong, báo cùng lập, rồi ok ha. Tại sao để khác enter nó được ta? Đáng lý bằng enter mới đúng nha. Thử lại nha. Rồi, ok, vậy đi. Cái này để nó khác với lại cái hàng EOF thôi. EOF đi. À, EOF rồi. Qua cái bài tính tiền đi nha. Bài này là ai cũng hiểu hết đúng không? Cường có gì hỏi không Cường? Không. Anh Thắng. Lắc nữa hả? Alo. À,
2 đó, không ai tương tác như vậy. Rồi ok, qua cái bài 2 đi. Một chết 2. Mệnh giá tiền nữa. Bài này hát cũng dễ mà ta. Kịp sao nó nghỉ rồi.